Tiếp theo sau đây sẽ là phần thuyết trình của khối 8. Và xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chào đón phần thuyết trình của khối 8 nào. Vỗ tay nào, khối 8 ở đâu? Khối 8 của mình đâu nhỉ? Khối 8 cổ vũ cho khối mình rất là đẹp đẹp quá. Xin một tràng pháo tay nữa. Và phần thuyết trình của khối 8 cũng thật là ấn tượng. Và thông điệp của bạn học sinh khối 8 và cũng là thông điệp của nhà trường đưa ra là đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và thực hiện tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và xin một lần nữa xin một tràng pháo tay thật rộn rã nồng nhiệt để chúc mừng tất cả chúng tôi.